Hình ảnh do người dân bức xúc ghi lại tuyến đường liên thôn bê tông dài hơn 200m của công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Ngân, thi công từ ngày 10 tháng 6 nhưng kỳ lạ là đơn vị thi công đã không sử dụng máy lu hay đầm và cũng không tiến hành rải đá mà chỉ đơn giản là đổ cát lên trên nền đất rồi đổ bê tông lên với độ dày mỏng gần trống khác nhau. Hình ảnh cho thấy người dân có thể lột nhựa đường lên như bánh tráng mỏng, khiến ai xem qua cũng kinh hãi vì quá lãng phí và nguy hiểm. Sau khi bị người dân lật tẩy, giám đốc đơn vị thi công thừa nhận đã không kiểm tra, đôn đốc sát sao dẫn đến tình trạng này, gây bức xúc trong người dân. Vị giám đốc này cũng hứa sẽ gỡ hoàn toàn hàng trăm mét đường đã làm chưa đạt và làm lại theo đúng nội dung trong bản thiết kế.